Thưa quý vị, thưa các bạn, Vân Nam là địa phương cửa ngõ của thị trường Trung Quốc. Nơi đây có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại. Sau dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi, tạo đà cho xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế trong năm 2024 tới đây. Hoạt động hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 175,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 155,8 tỷ đô la Mỹ và ước cả năm 2023, thương mại hai chiều sẽ đạt mức kim ngạch như năm 2022. Đối với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đây là tỉnh có vị trí quan trọng trong tổng thể hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung, là địa bàn có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường phía Tây Nam Trung Quốc. Trung Quốc thì tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tỉnh Vân Nam có vai trò rất lớn trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Hiện tỉnh Vân Nam có chung đường biên giới với 4 tỉnh phía Bắc của Việt Nam là Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với vị trí thuận lợi nêu trên, tỉnh Vân Nam là cầu nối hữu hiệu cho hàng hóa của Việt Nam có thể tiến sâu, vươn xa đến các tỉnh, thành phố của khu vực Tây Nam Trung Quốc và là cửa ngõ quan trọng đưa các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Trung Quốc thông qua Việt Nam đến với thị trường khu vực ASEAN giàu tiềm năng. Vân Nam là thị trường đầy tiềm năng với dân số 47 triệu người, nhưng hợp tác kinh tế, thương mại của Việt Nam với tỉnh này còn chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai bên. Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam-Vân Nam mới chỉ đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ và trong 10 tháng đầu năm 2023 cũng chỉ đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Việt Nam là một quốc gia quan trọng tại châu Á, đồng thời cũng là nước thành viên quan trọng của ASEAN. Vì vậy, chúng tôi luôn hỗ trợ các doanh nghiệp Vân Nam mở rộng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là trái cây nhiệt đới, nông sản, khoáng sản và các mặt hàng khác. Đồng thời hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tích cực thăm dò thị trường rộng lớn ở Vân Nam, thậm chí cả Trung Quốc để mở rộng khối lượng giao thương. Tại Hội nghị xúc tiến thương mại và hợp tác kinh tế Việt Nam-Vân Nam-Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, có gần 100 công ty tập đoàn sản xuất xuất nhập khẩu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia. Tại đây, các doanh nghiệp hai bên có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch. Trong bối cảnh, Trung Quốc đã chính thức mở cửa cho phép nhiều loại nông, thủy sản, thực phẩm có thế mạnh của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này. Sản phẩm mủ cao su của chúng tôi thì hàng năm sản xuất ra khoảng 60.000 tấn trên một năm. Cái hàng sản phẩm hàng hóa rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi chưa tìm được cái đối tác chính thức của nước ngoài đầu tư và ký kết hợp đồng chúng tôi để xuất khẩu hàng năm đều đặn sản phẩm mủ cao su như vậy. Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường cao su tiêu thụ cao su rất là lớn. Chúng tôi mong muốn được là hợp tác ký kết với các doanh nghiệp của nước bạn Trung Quốc để tìm được cái thị trường chính ngạch cho mình để nâng cái giá trị hàng hóa cũng như là tăng cái doanh thu cho doanh nghiệp. Đối với thị trường Trung Quốc thì chúng tôi cũng đã tham gia nhiều hội chợ như là hội chợ SISMED hay là K Expo năm 2023 vừa rồi, và chúng tôi mong muốn có thể tìm được các đối tác ở bên Trung Quốc để có thể xuất khẩu được các sản phẩm của bên mình. Và qua việc tham gia các hội chợ cũng như là hội thảo để tìm kiếm đối tác thì có một vài khó khăn chúng tôi nhận thấy, đó chính là về các yêu cầu về chứng chỉ cũng như là tiêu chuẩn về sản phẩm đối với hàng dược liệu, bởi vì thị trường Trung Quốc cũng là một thị trường rất là lớn đối với sản phẩm dược liệu này, nên là họ có những cái quy định và yêu cầu rất là nghiêm. Chúng tôi hy vọng có thể tìm kiếm được các đối tác mới cũng như là sẽ có những cái giải pháp để giải quyết được những cái khó khăn khi mà xuất khẩu hàng sang thị trường Trung Quốc. Trong chuỗi sự kiện đã diễn ra lễ ký kết 3 bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam Trung Quốc về lĩnh vực nông sản, thực phẩm. Thông qua việc kết nối, trao đổi này, các doanh nghiệp hai bên có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu xuất, nhập khẩu của nhau.
xác định được đối tác tiềm năng để từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Thông qua các hoạt động giao thương như thế này, chúng tôi mang đến các sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu của địa phương, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Tiềm năng và dư địa để khai thác và phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam còn rất lớn. Vì vậy, để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực chất và hiệu quả bản ghi nhớ giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Sở Công Thương 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam với Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với nhiều hình thức đa dạng nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hoạt động giao thương, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai bên, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại của Việt Nam với tỉnh Vân Nam lên mức 5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.